xa theo tháng năm, những nhóc nhân vai gầy xương gió, thời gian giấu sau những nếp nhăn. Mẹ hy sinh ước mơ tuổi xanh, cơm áo gạo tiền một đời quấn quanh, những yếu viên riêng mình mẹ biết, vì con thức thao suốt năm cày. Mẹ là ánh sáng ngoài xa, luôn luôn soi sáng bước chân con giữa cuộc đời. Mơ ước một thời gửi gắm con, mong con ngày sau thành công được an yên thánh thơi, chẳng cần giống như người ta, chỉ cần con sống yêu thương thật thà trong dối gian. Dẫu cho mai này nhiều khó khăn, sẽ có mẹ luôn bên con, chỉ nơi có mẹ. Thiết bị chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Âu tại Việt Nam.